bạn đang có kế hoạch đi du lịch Hà Lan nhưng chưa biết thủ tục xin visa như thế nào. Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam xin giới thiệu dịch vụ làm visa du lịch Hà Lan đơn giản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Hà Lan. 2. Hai ảnh 3.5 x 4.5 nền trắng, lưu ý ảnh chụp cách đây không quá 3 tháng. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và còn 2 trang trống để dán visa. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Bản sao công chứng giấy khai sinh. 7. Bản sao công chứng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: 1. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động dài hạn tối thiểu 1 năm trở lên, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép du lịch. 2. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh và hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. 3. Nếu bạn là học sinh, sinh viên, hãy chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. 4. Nếu bạn là người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. 5. Nếu bạn làm nghề tự do, hãy chuẩn bị giấy giải trình về công việc với mức thu nhập hiện tại. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Bản sao công chứng, giấy tờ, chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sổ tiết kiệm nên có trên 500 triệu hoặc 25.000 đô la Mỹ, kỳ hạn trên 6 tháng. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về giấy xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay, bảo hiểm du lịch, thông tin về thời gian và địa điểm của lịch trình du lịch. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ Hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mọi thắc mắc về dịch vụ xin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.